Chào quý khán thính giả của Bồ Đề Phật Quốc TV. Rất vui mừng được đón quý vị đến với chương trình Viện Phật học Bồ Đề Phật Quốc hôm nay có gì. Kính thưa quý vị, vào thứ sáu tuần qua, học viên lớp cao đẳng Phật học đã được thầy Huyền Châu giảng A Tỳ Đạt Ma câu xá luận và thầy Thanh Nguyên giảng Vi Diệu Pháp. Kính mời quý vị lắng nghe sơ lược nội dung các bài giảng sau đây. Vào giờ học A Tỳ Đạt Ma câu xá luận, thầy Huyền Châu giảng đến đề tài những đặc tính của biểu và vô biểu. Theo luận văn, nghiệp ác hay nghiệp thiện đều được gọi là biểu và vô biểu. Vô biểu có thể hiểu là một dạng vô hình, có thể điều khiển suy nghĩ và hành vi của ta. Ví dụ khi ta chú tâm thọ giới thì trong tâm hình thành vô biểu sắc giới. Nó như một lằn ranh vô hình giữa thiện và ác, khiến cho người phát thệ nguyện thọ giới không vi phạm các giới đã thọ. Vô biểu có hai phạm trù, một là tán địa vô biểu, hai là định địa vô biểu. Thầy giảng, tán địa có nghĩa là dời đổi, có thể hiểu là thế giới của sự vận động giữa trên bốn đại, đất, nước, gió, lửa, và sự tồn tại này luôn được tiếp nối lưu chuyển từ nhiều đời không ngừng. Vì biểu y tựa trên tâm vương và tâm sở, mà hai tâm này lại có tính năng chấp thọ, nên vô biểu có hai loại, vô biểu có chấp thọ và vô biểu không chấp thọ. Vô biểu có chấp thọ hiện diện trong những sinh hoạt hàng ngày của hữu tình. Như đã đề cập, vô biểu thuộc dục giới phát sinh từ sở tạo bởi các đại chủng. Vì thế, nó có tính đẳng lưu và chấp thọ. Còn vô biểu không chấp thọ thì phải có thọ giới thì mới đạt được. Tuy vô biểu không có tính chấp thọ, nhưng nó cũng mang tính chất đẳng lưu và nó mang tính sát na. Thầy giải thích, khi thọ giới thì phải có ý niệm thăng hoa và phải chú tâm ít nhất là một sát na đầu tiên. Ngừng lại sự phóng túng để lắng nghe giới sư truyền giới thì vô biểu giới mới hình thành được. Đây gọi là niệm khổ pháp nhẫn, là nền tảng khiến cho vô biểu trong cõi dục được hình thành trong tâm. Định địa có nghĩa là đứng im, không di chuyển. Định địa vô biểu gồm có hai loại, đó là tịnh lự luật nghi và vô lậu luật nghi. Thầy giảng, tịnh lự luật nghi là những phương thức thiền khiến cho tâm lắng dịu xuống. Vô lậu luật nghi là trạng thái tâm luôn tương ưng với không tham, không sân, không si, vân vân, dựa trên luật nghi thọ trì mà hình thành. Luật nghi của sơ thiền là biểu hiện sự an trú trong lời nói thiện, làm thiện. Tịnh lự của sơ thiền là ly dục, ly ác, bất thiện pháp. Còn người chứng tứ thiền thì tịnh lự và vô lậu luật nghi ở trong tâm đạt đến trạng thái vô lậu là xả niệm thanh tịnh. Nói cách khác là người ở mức độ nào thì tâm và ý của họ sẽ tương ưng với biểu hiện mức độ đó. Vào giờ học ví dụ pháp, thầy Thanh Nguyên giảng đến đề tài tâm sở. Tuy tâm vương có 121 tâm, nhưng nó thuần tí hơn so với tâm sở có 52 tâm. Bởi vì khi tâm vương khởi lên, nó chỉ có một tâm mà thôi. Còn khi tâm sở khởi lên, thì nó sẽ kéo theo một loạt các thứ tâm khác rắc rối và phiền não hơn. Cho nên, nếu có tâm vương rồi, thì chúng ta hãy dùng để điều phục tâm sở, giúp trở nên thuần túy hơn. Thầy nói, trước đây có rất nhiều người điều phục tâm mình nhưng không thành công, cho nên Đức Phật ra đời đã chỉ ra nhiều phương pháp giúp chúng sanh điều phục tâm như Ngài đã từng đạt được. Thầy nhắc đến nhà tâm lý học nổi tiếng tên là William James. Vào cuối thế kỷ thứ 19, ông là một nhà nghiên cứu tâm lý học đầu tiên và là người bắt nhịp cầu giữa tâm lý học hiện tại và tâm lý học Phật giáo. Thầy nói, tâm lý học hiện tại chỉ nghiên cứu cấu trúc tác động môi trường bên ngoài như là một hình thức. Còn tâm lý học Phật giáo thì chúng ta làm chủ được mình và làm chủ hoàn cảnh hiện tại.
Cũng như Đức Phật đã nói, hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi để làm chủ lấy chính mình. Tâm sở hay còn gọi là cetasika được định nghĩa như sau. Ceta là tâm, tâm ý, suy tư. Sika nghĩa là phụ thuộc vào, ở chỗ này, chỗ đó. Vậy, cetasika là những thứ phụ thuộc vào tâm hay phần phụ thuộc của tâm. Do tâm rất là thuần túy và chỉ nhận biết, trong khi đó tâm sở thì không chính yếu, có nhiều phụ thuộc luôn xử sự quyết định, việc làm đưa ra. Nếu tâm sở xử sự không tốt thì tâm vương cũng bị ảnh hưởng. Do đó, hai tâm này có vị trí và vai trò ngang nhau. Nhưng khi tu tập thì chúng ta tu tâm sở chứ không tu tâm vương. Tâm sở là những gì sinh lên cùng tâm, phụ thuộc vào tâm và là những trạng thái tinh thần của tâm. Nếu không có những trạng thái này thì không ai hiểu ai hết. Ví dụ như khi nói đến tâm sân thì trạng thái biểu hiện là la hét, mắng chửi, vân vân. Thầy phân tích tâm giống như là người chạy trước, nhưng trên thực tế hai tâm này sinh cùng một lúc. Nếu tâm không chạy trước thì không có sự nhận thức đối tượng, không xúc chạm, không có sự cảm nhận và cũng không có sự hình dung. Tâm sở gồm có bốn đặc tính, đó là đồng phát sinh cùng tâm, cùng diệt với tâm, phải chung một đối tượng và có chung căn. Tâm sở có 52 loại được chia làm 3 phần chính như sau. Thứ nhất là 13 tâm sở hữu tợ tha, gồm có 7 tâm sở hữu biến hành và 6 tâm sở hữu biệt cảnh. Thứ hai là 14 tâm sở hữu bất thiện, bao gồm có 4 tâm si, 3 tâm tham, 4 tâm sân, 2 tâm hôn trầm, 1 tâm nghi. Thứ ba là 25 tâm sở hữu tịnh hảo, gồm có 19 tâm tịnh hảo biến hành, 3 tâm giới phần, 2 tâm vô lượng phần, 1 tâm trí tuệ. Kính thưa quý khán thính giả, Viện Phật học Bồ Đề Phật Quốc là nơi giúp tất cả chúng ta học và nghe giáo pháp của Phật để tăng trưởng trí huệ, biết cách làm chủ được bản thân mình, nhất tâm tin theo giáo pháp của Phật thì sẽ rời xa những tà kiến, tà đạo. Bởi thế, mong tất cả quý vị hãy phát tâm ghi danh, tham gia học Phật Pháp tại Viện Phật học Bồ Đề Phật Quốc. Kính mong quý vị và các học viên tinh tấn tu học, cũng như cùng chung tay góp sức vào chương trình dạy và học này được tiếp nối lâu dài. Mọi sự phát tâm cúng dường hay các thắc mắc trong tu học, xin quý vị hoan hỷ liên lạc với Thầy Huyền Châu ở số phone 714-328-6087 hoặc đến Bồ Đề Phật Quốc tọa lạc tại 3404 Westminster Avenue, Santa Ana, California 92703. Trân trọng kính mời quý vị hãy tham gia chương trình dạy và học của Viện Phật học Bồ Đề Phật Quốc tối nay, thứ Sáu, ngày 12 tháng 11 năm 2021, từ 7 giờ đến 9 giờ tối. Các học viên lớp cao đẳng sẽ được Thầy Huyền Châu giảng A Tỳ Đạt Ma câu xá luận và Thầy Thanh Nguyên sẽ giảng Vi Diệu Pháp. Quý học viên hãy nhớ kiểm tra email mỗi ngày để biết chương trình học cũng như các thông báo cần thiết. Ngoài ra, mời quý vị vào trang nhà bồ đề Phật quốc.org để nghe lại các bài giảng của quý giáo thọ cũng như các chương trình hoành pháp khác. Trân trọng kính chào, tạm biệt quý khán thính giả và kính chúc quý vị thân tâm thường an lạc.